rất là vui mừng hôm nay là được đón tiếp những anh chị ở xa đến, là những anh chị này là cũng là những khán giả đã từng xem kênh YouTube Chè Làng Tây Nguyên đó cả nhà. Anh có thể giới thiệu anh cho khán giả bên kênh của em biết được không? Ok. Xin chào cả nhà, mình là Thanh, là một fan fan ruột luôn á của anh Chè Làng Tây Nguyên. Hôm nay rất hân hạnh được đến đây và gặp anh Chè Làng và đi chơi với anh Chè Làng, trải nghiệm những phong cảnh ở Tây Nguyên cũng như là ẩm thực Tây Nguyên, thật là tuyệt vời. Đến với Tây Nguyên thì có rất là nhiều cái món ăn và cái ẩm thực và những cái phong cảnh. Đặc biệt là ở Tây Nguyên là có một cái điểm đến rất là đặc biệt và ở xa mọi người cũng đã rất là đến nhiều lần. Đó là huyện Con Plong, tỉnh Bắc Đe, tỉnh Kon Tum với cả nhà. Thì tại khu vực này thì người ta ví như là một cái Đà Lạt thứ hai. Tại vì ở khu vực này thì quanh năm thì thời tiết là mát mẻ và sương mù vây kín và có những cơn mưa phùn thì rất là mát mẻ và nó rất là dễ chịu. Và hôm nay điểm đến đầu tiên thì mình dẫn các anh chị này đi là đến tiệm chỗ Đức Mẹ Măng Đen. Ok, giờ đi tham quan Măng Đen. Thời tiết ở đây không khác mấy với Đà Lạt đâu. Quý vị ạ. Xuống lúc mình đi xe mình cảm thấy là nó bình thường đúng không? Rồi. Xuống xe ra là thấy nó trở nên nó hơi lạnh tí xíu. Okay. Nhưng mà cái lạnh rất là dễ chịu. Tại cái tượng Đức Mẹ Măng Đen này đó thì anh Thanh này là một khán giả đã từng xem kênh YouTube của mình khá là nhiều lần rồi và cũng đã được xem em đã ghi hình mấy lần rồi. Thì hôm nay là lần đầu tiên anh đặt chân đến đây thì chắc anh cũng chưa hiểu gì nhiều về cái pho tượng này đúng không? Đúng rồi, chưa hiểu. Cái tượng Đức Mẹ Măng Đen này là một điểm du lịch hành hương tôn giáo của giáo phận Kon Tum và nó được đặt tại huyện Con Plong này. Tại đây thì ngày xưa khi mà thời chiến tranh thì một cái pho tượng này nó đã được vùi chôn sâu trong lòng đất đấy anh. Nhưng mà khi mà được người dân phát hiện được là bức tượng đã bị mắc đầu này và bị mắc tay. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ là khi mà người ta phục chế lại cái bức tượng thì phần đầu và áo quần thì phục chế được nhưng mà phần tay thì cứ gắn lên lại rơi xuống. Thì cứ nhiều lần như vậy thì người ta quyết định là đặt cho cái tên là Đức Mẹ Cục Tay. Đó cũng là một phép lạ. Phải nói là nó rất là bí ẩn mà không ai giải thích được. Và cái con đường này ngày xưa đó là khi mà chưa khai thông được con đường này á, là tượng Đức Mẹ nằm dưới tại khu vực này. Dưới lòng đất luôn. Nằm dưới lòng đất, chôn sâu dưới lòng đất, cứ xe ủi, xe máy, xe múc này nọ cứ đến khu vực này hoạt động để làm đường á, là cứ toàn bị hư, bị chết máy. Không thể nào làm được. Không thể nào hoạt động được. Nhưng mà từ khi mà tìm được tượng Đức Mẹ thì người ta dựng tại nơi này. Thì người ta thắp hương cầu xin này nọ thì bắt đầu con đường này bắt đầu khai thông. Và từ đó thì khách du lịch tứ xứ đổ về đây thì là một điểm du lịch hành hương tôn giáo. Và tượng Đức Mẹ là lại được đặt chính ngay tại nơi này luôn. Đức Mẹ Cục Tay mang dáng dấp của Đức Mẹ Fatima nhưng mà hình hài là một người phụ nữ Tây Nguyên. Tí đến đó thì anh em mình sẽ quay cận cảnh rõ ràng cho mọi người xem. Ok, cảm ơn những thông tin vừa rồi của anh và Chè Làng Tây Nguyên đã phổ biến và chia sẻ. Nghe câu chuyện của anh thì cũng cảm nhận được đây là một vùng đất cũng là rất là linh thiêng. Dạ, rất là linh thiêng anh ạ. Cầu được ước thấy mà mọi người ở nhiều nơi họ cũng đã rất họ về đây để họ cầu nguyện ấy. Bây giờ mình đi gần tới rồi, trong kia là cái ngày trước đây ấy, khi mà mới dựng lên cái chỗ này khá là hoang sơ. Và người ta dần dần tu sửa lại, đây là một nơi khá là linh thiêng và tôn nghiêm, người ta làm ra một cái mái nhà rất là đẹp. Không khí nghe lạnh nè. Mấy bữa người ta đến đọc kinh nhiều lắm. Thank you.
việc làm ăn cho được thuận buồm xuôi gió thuận lợi thì cũng đã xong rồi cả nhà. Bây giờ mình đi chơi tiếp tục, dẫn anh Thanh đi chơi những điểm chơi tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn anh Dạ Lan. Cảm ơn quý vị. Đến với buổi đi chơi ngày hôm nay là có vợ chồng của anh Thắng. Anh Thắng đấy là ở những video lần trước thì mình cũng đã chia sẻ với cả nhà mình rất là nhiều rồi. Là một thầy thuốc đông y, và anh em mình cũng đã kết hợp để chế tạo ra nhiều bài thuốc để gửi đến cả nhà mình, là những từ tay của anh em mình làm với cả nhà. Dạ vâng, xin chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà một năm mới là an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nhé. Và mình có để số điện thoại của anh Thắng ở trên màn hình đấy. Mọi người có cần tư vấn gì về bệnh hen suyễn này, xương khớp này, sinh lý này, viêm xoang, dạ dày, xương khớp và bệnh gút, thì mọi người cứ có vấn đề gì về bệnh nhé, mọi người cứ liên hệ với số điện thoại của anh Thắng, mình có để ở màn hình, thì mọi người cứ liên hệ, anh Thắng sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Và rất vui vẻ và sẵn lòng để coi như là tư vấn phục vụ mọi người. Và ở đây lạnh lắm quý vị ạ, ở đây rất là lạnh, mà mình thì quên mặc áo lạnh cho nên rất là lạnh luôn. Dạ, mình đang rung nãy giờ. Không phải là vợ la rung. Ở đây là bà ngoại à? Đây là bà ngoại nha, chào cả nhà nha. Ông ngoại đâu đây nhỉ? Ông ngoại đi ra xe trước rồi, ngoại bị lạnh quá ra xe. Ông ngoại lạnh quá đi ra xe rồi. Bà ngoại đây là mẹ của anh Thanh đấy cả nhà. Anh Thanh vừa lúc nãy mình có chia sẻ nói chuyện với cả nhà đấy. Bà ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Bà ngoại năm nay 55 tuổi rồi. 55 tuổi rồi, nhìn như kiểu 25 nhỉ? Rồi, cảm ơn. Cảm ơn dạy nàng ấy. Nhìn rất trẻ luôn. Bà ngoại đây ở đâu nhỉ? Bà ngoại ở Bình Phước. Ở Bình Phước. Là một khán giả cũng đã từng xem kênh YouTube của mình rồi cả nhà. Thì hôm nay thì được mọi người đến đây chơi thăm mình thì Gia Làng rất là nhiều. Ô, chào anh nhá. Anh chạy taxi à? Dạ, chạy taxi anh Gia Làng. Hello nhá. Anh tên gì vậy? Là Phương. Anh Phương à? Phương. Anh là tỉnh nào? Ở Đông Tâm luôn. Đông Tâm luôn hả? Chạy khách luôn. Xin chào, không biết hả? Em ở huyện Đắc Hà đây. Đắc Hà. Dạ. Quay YouTube kênh Đắk Lắk à? Không, Đắk Lắk ngày xưa kia thôi, chứ mà bây giờ ở Kon Tum, em ở Kon Tum từ xưa giờ mà. Dạ. Có gì anh em mình gặp lại sau nhé. Rồi, coi YouTube. Dạ. Chúc anh sức khỏe nhé. Đi chơi ở đây nhiều người họ cũng biết đấy cả nhà. Đây là chị đây là vợ của anh Thắng đấy cả nhà. Chào cả nhà nha. Chị vợ của anh Thắng là chị gái của vợ mình nhá. Nhìn chị rất là đẹp gái, chắc là mọi người biết là. Hello em nhá. Em đi chơi hả? Dạ. Xe em đâu? Xe em đây. Xe đây hả? Phải xe hợp đồng Định Hoa đây hả? Dạ. Em ở Gia Lai hả? À. Theo dõi chào kênh Gia Làng liên tục. Dạ, cảm ơn anh nhé. Chúc anh sức khỏe, công việc thuận lợi, mua may bán đắt làm ăn thuận lợi nhé. Rồi, cảm ơn. Mọi người có nhu cầu chạy xe du lịch hợp đồng thì hãy liên hệ với anh là Định Hoa, số điện thoại là 0973 662 779. Ví dụ như có khách ở xa gọi anh có chạy tới đón được người ta được không nhỉ? Có chứ, chỗ nào cũng đi hết. À, thế thì mọi người xem kênh Gia Làng Tây Nguyên thì vô tình gặp được cái video này, thì mọi người cần tham quan du lịch thì hãy, ví dụ như có khách đến với Kon Tum á, đi được, Kon Tum cũng đi được, gọi anh chạy lên chợ họ đi nhé. Rồi rồi, ok. Cảm ơn coi như là kênh YouTube Gia Làng đã coi như là mang lại cái sự may mắn cho Định Hoa. Dạ dạ, cảm ơn anh nhé. Rồi rồi. Biển số xe là 81B01727 nha cả nhà. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nha. Rồi, giờ xe mình lên đây, xe của mình ở đây nè cả nhà. Xe đây, xe của anh Thanh đây. Về lục lại YouTube Gia Làng Tây Nguyên xem lại video này nhá. Tối ngày mai là phát rồi đấy. Tối ngày mai phát rồi đấy phải không? Dạ dạ dạ. Wow, vừa trong xe thấy nó ấm hẳn lên ông ngoại nhờ. Hả? Ông ngoại lúc nãy lạnh quá sao mà chạy vào xe trước đây? Đúng rồi. Lạnh quá phải lên xe. Lâu quá, lạnh quá. Lạnh quá.
Dạ. Yeah. Mình tiếp tục là ngang với Đà Lạt. Bây giờ đây mình lên điểm đến thứ hai là thác Ba Sĩ nhé. Thác Ba Sĩ xong rồi mình đi chùa. Rồi khi nào mà mình đói bụng là mình về mình ăn cơm lam gà nướng nhé. Vậy là chiều nay mình có món cơm lam gà nướng. Mình đi rẽ ra đây luôn đi anh. Dạ dạ. Rẽ qua phải đi. Lúc nãy mình đi đường đây, bây giờ đi đường này luôn. Chỗ này Tết người ta đi chơi đông lắm. Tết người ta đi chơi, người ta để xe chỗ này không có chỗ để luôn á. Mọi người xem là tại khu vực này thì tháng 3 Tây Nguyên á, là mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa anh đi phát rẫy làm nương đấy. Nhưng mà tại huyện Cầm Plong này thì mùa này thì vẫn đang còn có sương mù nhé, và những cơn mưa phùn, thời tiết thì mát lạnh, phải nói là mát lạnh. Sương mù kìa. Nó lạnh đến mức độ mà em không tưởng tượng. Yeah. Em thì đi trong rừng thì nó quen cái khí hậu lạnh rồi, nên là con thấy rất là bình thường. Yeah. Ông ngoại thấy thế nào khí hậu ở đây, ông ngoại thấy là cái dễ chịu không? Khí hậu thì tuy có so với ở Mỹ Quốc cũng hơi lạnh, nhưng mà rất yêu thích. Dạ. Du lịch là... Bà ngoại lạnh lắm rồi. Đây là hai mẹ con này cả nhà. Phù hợp với cả đi du lịch. Hai mẹ con nhìn đẹp gái giống nhau nha. Mẹ 55 tuổi mà nhìn cái như kiểu 25 nha. Rồi xuống xe đây bà con ơi. Điểm đến thứ hai là thác Ba Sĩ nha cả nhà. Con thác này là ngày xưa là nó nằm sâu ở trong rừng á. Khi mà người ta thấy nó đẹp quá đó, người ta khai thác du lịch thì người ta đã làm đường cho nó để mà mình chạy xe được vào trong này á. Đi anh ơi. Anh có áo không? Mặc áo vào đây anh. Mặc áo vào ngoại ơi, ở đây lạnh lắm. Lúc nãy đi đường nóng nhưng mà bây giờ vô đây thấy lạnh lẽo đúng không? Bây giờ qua thác Ba Sĩ mình chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp hùng vĩ. Đưa flycam ra bay mấy cảnh cho nó nhìn nó từ trên cao xuống cho nó đẹp nhỉ. Tí nữa mới bay không? Đây là cái cầu treo đi qua cầu ghê nhỉ, cao ghê lắm. Ui à, nó rung lắc ghê thật. Ui à, thế như kiểu xe rượu ấy. Rồi vào đây tha hồ mà chụp ảnh sắc ảo nhé. Đẹp chưa? Cầm lam gà nướng này ít nhỉ. Này cái ít con thế anh. Cái bữa Tết thì không kịp nấu luôn, hôm nay có hai con hả? Cái bữa Tết ở đây đông lắm. Tết thì nói gì? Cả vài trăm con gà. Bữa nay thay có hai con. Cảnh đẹp nha. Ơ, cái tri cô. Lâm Ly. Đẹp nha. Người ta làm chạy bằng sức nước đây. Còn một tí ống thì bạn thần quay cả cái bánh xe này luôn này. Chụp ảnh sống ảo ở đây được không anh ạ? Cái gì? Muối thay gió. Phải. Cái gì nước bên này? Vòng quay nước hả? À, vòng thay nước, vòng quay nước. Thì có mấy con dê. Ở đây này ít khách nhỉ? Chị đi chơi đông người không? Dạ. Chị đi chơi có đông người không? Không, mà tại mình Đắk Lắk hay đi chơi ở đây. Đắk Lắk qua đây hả? Đi Đắk Lắk Măng Đen thôi. À, thì ghé qua đây. À. Mình người Đắk Lắk hả? Dạ, người Đắk Lắk. À, SD hả? Người Sơ Đăng. À, Sơ Đăng hả? Dân tộc Bana. À. Thank you.
đây thì ngày lễ Tết thì rất là đông người luôn á, nhưng mà hôm nay thì hết lễ hết Tết rồi nên người cũng ít dần ra đấy. Người đang chụp ảnh sống ảo phía dưới kia. Đây có mấy cái hoa đẹp ghê nha. Ở ngoài này giờ đi chụp hình ở đâu nhiều thấy chưa? Đây đây đây. Ở ngoài đây. Bây giờ xong cái hành trình đi khám phá thác Pa Sĩ rồi, bây giờ mình đi tiếp tục điểm đến thứ hai là đi lên trên chùa nha. Dạ, mới đầu tư sống mạnh thế. Lên chùa. Đấy. Chiêu tướng đi. Như cờ đây là cờ thế đâu ạ? Cờ thế đấy. Chiêu tướng. Cờ đây cờ thế này. Sắp sĩ. Đây cờ thế này. Ông này giống tiên ông nhỉ? Chụp chưa? Chụp với ông đánh cờ chưa? Thôi đi tiếp tục thôi. Hôm nay đỡ đông khách chứ mấy bữa đó khách đông không có chỗ trang rồi đấy. Đây. Bà ngoại 55 tuổi rồi, như kiểu gái 25 tuổi đó, mọi người ơi. Đấy. Cười có nấm đồng tiền nữa kìa. Điểm đến tiếp theo là cái ngôi chùa Khánh Lâm nha cả nhà. Ngôi chùa này thì người ta họ làm theo cái kiểu kiến trúc mái nhà rông Tây Nguyên đấy anh ạ. Hồi nãy mình đi bên Công giáo rồi, giờ mình đi bên Phật giáo nhé. Ngôi chùa này là lớn nhất tại khu vực huyện Công Plong này. Thấy cái độ hoành tráng của nó đáng lẽ đó. Được xây dựng trên một ngọn núi rất là cao. Ở đây có mấy cây chè cổ thụ mà dáng của nó rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Được trồng ở đây rất là nhiều luôn. Chè này rất lâu năm lắm rồi, trồng một dãy từ đây ra kia luôn rồi. Cảnh đẹp vô cùng luôn. Hai bên chùa đây là những bức tượng của 18 vị La Hán được làm bằng đá rất là công phu luôn cả nhà. Theo là
Hồ Đắc Kè đó cả nhà. Ở đây thì đặc biệt là có cái nhà rong truyền thống của người bản địa Tây Nguyên đây. Thì được người ta họ làm ở đây để cho du khách đến đây chơi thì có thể là chụp ảnh sống ảo lưu giữ lại những kỷ niệm về Tây Nguyên nhé. Có hai cô gái giả gạo kìa, cô gái đây, một cô gái, một bà già đây. Đây, đây bà đây chắc cũng lớn tuổi rồi nha. Ngực trần này. Cô gái thì mặc áo kín, không thấy ngực đâu hết. Chào tất cả mọi người nha. Rồi thì ra đây tham quan hồ cho bạn sống ảo tí nữa rồi. Để địa điểm khác thôi không ạ? Cây này thì có cái chỗ cây hoa anh đào đây cả nhà. Nhưng mà dịp Tết thì nó ra hoa thôi chứ bây giờ thì nó hết hoa rồi. Đây này. Chỗ này chụp ảnh sống ảo tuyệt vời đó bà ngoại ơi. Nhà cười lên. 2 3. Rồi tạo kiểu khác đi. Đây này chụp này. 2 3. Rồi kiểu khác đi. Đứng tạo kiểu khác đi, làm kiểu nữa. Rồi 2, 3, rồi vẫn cái kiểu truyền thống. Mùa này chắc hoa anh đào hết ra hoa rồi nhờ. Tết thì ra đấy. Đây là hoa gì? Hoa đang không biết hoa gì ấy. Nè, cái hoa anh đào là cái hoa đây này. Cái này hả? Ừ, nhưng mà nó... Ủa cái này là cái gì nhà mình có cái này. Nhưng mà hết hoa rồi, nè. Đỏ rực luôn á. Khi mà người ta đến với hồ Đắc Kè này thì chủ yếu là người ta thích chụp chung với cây hoa anh đào đấy cả nhà. Đây này, những cái cây này thì những lần trước á, khi mà mình đến đây thì ở đây ra hoa rất là nhiều. Người ta đứng đây chụp hình mà kín cả luôn đấy. Đây này, cây này này, đấy, cây này này. Rồi cái hoa anh đào của nó là nó như này này. Đấy, để nó quay gần cho mọi người xem. Nó nằm trên cao lắm kìa. Giờ rút cái máy ra đã. Ui da, đấy, hoa anh đào là hoa này này. Thấy không nhỉ? Đấy, nó này này, hoa anh đào này. Nó lên cao quá. Giờ còn sót được cái mỗi cái hoa thôi. Đây này. Hoa anh đào đây cả nhà. Đẹp nhỉ? Nó ra mỗi khi mà cây này nó ra hoa đó. Nó ra cả chùm ấy. Chụp hình lên hình rất là đẹp luôn. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ nó là hết hoa rồi. Rồi thả ra cho nó lên. Qua đây ngồi đây anh ơi. Rồi chào mấy anh nha. Sau khi đi chơi từ sáng giờ đi chơi rất là nhiều điểm du lịch rồi cả nhà, thì bây giờ đến đây là một quán cơm lam gà nướng. Và đây cũng là một cái món ăn truyền thống của người bản địa Tây Nguyên từ xa xưa. Và còn là một cái món ăn khá là quen thuộc của những du khách khi mà đến với cái vùng đất này nhé. Bây giờ mình ra kia mình gọi món đi anh. Ra kia gọi cơm lam gà nướng đi. Gọi mấy con gà, mấy ống cơm lam gì đó thì mình gọi cho chủ quán nhé. Mình ăn mấy con nha anh nhỉ? Đoàn mình thì mấy con là vừa. Đoàn ấy thì mình gọi trước hai con đi nhỉ?
Đây là những ống cơm lam đây. Cơm lam gà nướng thì những video lần trước thì trong rừng mình cũng đã nấu rất là nhiều rồi, nhưng mà đây thì mình có anh có bỏ thêm cho nước lá dứa hả anh? Có nước màu xanh xanh này này cả nhà. Đấy, những con gà quay thơm rất là ngon này, nhìn hấp dẫn chưa? Mình nướng chín ở trên kia rồi, khi nào khách gọi thì mình đổ này mình hơ thêm mà anh. Thì anh làm cho em hai con nhé, hai con với ống cơm lam này mình mười ống đi. 10 ống chặt đôi ra hả chị? Chặt 3 anh. À, chặt 3 hả? Ống ra được 3 khúc. Ống được 3 khúc hả? Dạ. 10 ống sẽ ăn dư nhà mình cứ hả? Cắt 7 8 ống trưa sáng. Đúng rồi. Cắt 7 ống đi. Dạ. Thiếu cả thêm nhá. Dạ. À, nên mình vô bàn ngồi đi anh ơi. Chờ người ta đưa vô là mình thưởng thức thôi. Đấy. Mấy anh em đi từ sáng tới giờ thì cũng rất là mệt mỏi rồi. Thầy thuốc cũng rất là mệt rồi. Đây là cái lá dứa mà người ta để làm giả nát ra, người ta lấy nước để người ta bỏ vào cơm lam đây ông ngoại. À, cho nó xanh. Cho nó thơm. Thơm và xanh. Thường thì cái người dân bản địa Tây Nguyên từ xa xưa khi mà họ làm cái món cơm lam này thì họ sẽ nấu bằng nước lạnh, nước trong rừng, người ta chỉ bỏ thêm một ít muối thôi. Nhưng mà hôm nay chủ quán này thì tất cả mọi người ở đây thì họ sẽ chế thêm ra để cho cái món cơm lam nó hoàn thiện và nó ngon hơn. Là cơm lam ăn với thịt gà nướng nó sẽ rất là thơm, có cái nước dứa thì nó rất là thơm. Mọi người xem là nó chín, nó ra hơi, nhìn nó đã không? Cái đây là lá tiêu rừng anh ạ. Dạ vâng. Đây, lá tiêu rừng ạ. Chứ không, à, ăn vịt thì mới có lá mắc mật, chứ ăn gà nướng thì phải có lá tiêu rừng. Vịt với heo thì mới mắc mật. Là làm cho hai con đi. À, hết hai con rồi, thiếu thì mình gọi thêm nhỉ. Chứ nhiều quá ăn hết. Mình còn đi chơi nhiều chỗ nữa thì bỏ ra không có chỗ cầm đi. Cơm làm đấy bà ngoại. Dạ. Cơm nướng đấy. Rồi cơm nướng cũng được mà cơm lam cũng được. Những cái món ăn gì mà mình bỏ vào trong ống lụa á, mình nấu lên thì đều gọi là lam. Thịt lam, cơm lam. Nhìn da tươi giòn rụm đã nha. Bây giờ vào việc chỉ việc là xé ra thưởng thức thôi. Quá ngon luôn. Thơm nha. Quán này thì em cũng đến đây vài lần rồi, em ăn cơm lam em cảm thấy là cái mùi vị nó rất là thơm, nên là hôm nay là quyết định là ghé lại tiếp một lần nữa. Hôm nay dẫn ông ngoại với bà ngoại đây là ở trên chào mọi người nhé, mình đến từ Bình Phước. Thị xã Bình Long, Bình Phước. Khán giả thường hay xem kênh YouTube của Gia Làng Tây Nguyên đây cả nhà. Về ông ngoại nhớ cài view này nhé. Cái video chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé, để cho họ biết là những cái món ẩm thực cũng như là đời sống con người Tây Nguyên. Đây là bếp của họ này, những ngày Tết đó họ nấu nhiều lắm ở ngoài. Ngày Tết đó họ nấu trong này nhiều lắm. Bây giờ vào trong đây xé ăn thôi. Anh Thanh đang xé con gà. Xé đi anh Thanh ơi. Xé rồi chia nhau ra thưởng thức thôi. Đi từ sáng giờ cũng đói bụng quá rồi. Nhìn da anh đã nha. Nóng quá. Quá nóng luôn. Hai con chắc ăn vừa đủ nha. Mới bỏ trên bếp xuống nó nóng như lửa nha. Nóng vừa thơm nữa. Có cái đây là chấm gà này, cái đậu phụng kia là mình chấm cơm lam này. Đấy. Làm thử trước thì cái mùi vị có thơm không anh? Thử trước miếng thì xem cái mùi vị có thơm không? Phát biểu bằng miệng chứ nè. Ngon hết biết luôn. Chào mọi người nhé.
Vợ anh Thanh tên gì nhỉ? Phùng Quang Thanh. Đây là vợ anh Thanh tên gì? Hòa. Hòa. Bố tên gì con cũng chưa biết tên bố ấy nhỉ? Run. Run hả? Dạ, tại vì cho mới gặp nhau lần đầu đấy. Chị nghe anh Thanh nói là giới thiệu là ông ngoại thì còn chưa biết tên. Đây bà ngoại cả nhà. Con trẻ mang đấy. Bà ngoại đi đây đi. Ông ngoại gần 60 tuổi rồi mà nhìn cứ tưởng như là 40 ấy. Mình là một fan rất yêu thích cái kênh YouTube của Già Làng Tây Nguyên. Cảm ơn ông nha. Đoàn mình hôm nay quyết tâm và tìm tới Già Làng Tây Nguyên để đưa đoàn đi du lịch khu du lịch sinh thái Măng Đen ở tỉnh Con Tum. Bây giờ đang tạm bỡ chân ăn trưa. Sáng giờ đi chơi có mệt không ông ơi? Nhìn chung là đi đoạn đường tương đối dài nhưng mà với cái tinh thần rất là mong đi cho nên không thấy cảm thấy mệt. Cũng hy vọng rằng qua cái video này thì mọi người xem thấy thì mọi người có muốn trải nghiệm những cái món ăn cơm lam gà nướng cũng như cảnh đẹp rừng núi Tây Nguyên thì hãy liên hệ với mình sẽ dẫn đi chơi nhé. Đây là thầy thuốc đấy cả nhà, thầy thuốc bây giờ ngồi mâm riêng đấy. Chào mọi người nhé. Mời các anh các chị nhé. Mời cả nhà đi ăn trưa. Hay mình gọi vài lon bia uống cho ông nhỉ? À, có chứ. Ông ngoại dùng được bia rượu không? Thì bây giờ mấy người mình thì uống bia rượu, còn hai anh tài xế thì uống nước ngọt thôi. Quyết định thế nhá. Chứ bây giờ mà mồi... Hôm qua ông còn uống bia là rượu hôm nay vẫn còn hơi. Mồi ngon thế này mà không có bia rượu thì nó cũng phí đi nhỉ? Mình phải làm tí bia rượu cho nó ngon bác nhỉ. Chúng đi ăn. Ăn đi anh con. Ăn đã ra làng rồi. Đấy, phải có bia thế này nó mới ngon này, mồi ngon thế phải có bia mới đúng đấy. Em cũng làm lon chứ, lon này không uống bia cũng thèm lắm rồi. Ông thầy ơi. Cô đi bác. Không biết là luôn được không? Ở Măng Đen là khí hậu nó rất là mát mẻ cả nhà. Người ta ví như là Đà Lạt thứ hai vậy đó, nên là cái thời tiết nó mát mẻ và nó âm u như này quanh năm luôn. Không khí rất là dễ chịu. Rồi, mời anh Thanh nhé, anh Thanh ơi, ông bài ơi. Rồi, anh là tài xế không uống gọi lon nước ngọt uống nhỉ? Nghe nước ngọt uống mình phải chấp hành đúng cái luật người ta đưa ra chứ. Mình uống vô rồi mình đi nồng độ cồn là người ta cho mời cả nhà nhé. Em làm cái mà nửa lon rồi đấy, nửa lon rồi. Đúng à? Anh Thanh chạy xe mà cũng uống à? Không, ông con đổi tài, đổi tài. À đổi à? Đổi qua cho ông ngoại hả? Đổi cho ngoại. Ông ngoại có biết lái ô tô à? Thôi mời cả nhà nhé. Đây là cái ức của nó này. Mình ăn cái chỗ xấu xấu này. Làm cho vợ. Cầm lai mình ăn cái khúc trái trái này mới ngon này. Cái đoạn cháy này mới ngon này. Đây là ngon hơn để đi thác. Dạ. Quán này em đến đây là... Em đến đây là lần thứ 3 rồi. Mình cảm thấy cái nó ngon, nó hợp với khẩu vị của mình đó. Nên mình dẫn mọi người đến đây chơi để ăn cho nó thưởng thức cho nó ngon. Nó ngon hơn cơm anh nấu trong đường á. Làm gì bằng đúng không? Nói chung là cái khẩu vị mỗi người ăn mỗi khác anh ạ. Chứ mình cũng không... không chê ai mà cũng không khen ai nữa, bởi vì cái khẩu vị của từng người thôi. Có người thích người bảo là ngon, người không thích thì kêu là không ngon thôi. 9 người mà có tới 10 cái ý đâu mà. mời cả nhà ăn cơm lam nhé. Cơm lam ở đây là người ta nấu, người ta có bỏ thêm cái lá dứa đó anh, nên rất là thơm.
ngon quá. Mọi người ăn uống tự nhiên thì thiếu gọi thêm nhá, như nãy giờ gọi nhiều quá sợ dư ấy. À, mời mời ông nhé, mời mời ông ngoại nhé. Ui, lâu của em á, phải không? À, lâu của em ấy. Thấy em làm hết nửa lon rồi. Lâu lâu lại đi theo già làng cũng là say. Em làm hết nửa lon rồi. Đó là chào cả nhà năm mới nha, chúc bà mạnh khỏe. Ngon quá. Sao nó đòi gì đó? Đòi cơm đi, gọi cơm nó. Mời cả nhà uống bia nhá. Wow, ngon quá. Mình cầm lai mà phải chấm với cái muối đậu phụng này. Ê, hàng gì thấy nó không ngon đúng không? Ăn gà nướng ăn kèm lá tiêu rừng mà vô nó ngon lắm nè. À, lá đây đâu phải lá mốc mật đâu phải không? Không, tiêu rừng. Lá tiêu rừng à, cách mà nó quá là ăn chút là lạ. Khi mà cái lá mốc mật nó mùi này không nói đâu biết đâu. Ăn kèm kèm vô nó mới ngon. Thơm thật. Thơm á. Ngon nhờ. Tết đó khách ở Sài Gòn ở xa người ta đến đây chơi nhiều lắm. Ngày Tết là cái chỗ đây là mình không có chỗ ngồi luôn ấy. Ông ngoại dùng mặn mặn môi đi ông ngoại. Rồi đây đây đây. Làm rất tuyệt vời. Làm rất ngon mọi người, cái này nó mới ngon đâu. À, qua cái kênh YouTube này nếu mà quý vị mà có được xem ấy thì nhớ cố gắng đến lên đến Tây Nguyên, đi du lịch Tây Nguyên để ghé vào khu du lịch Măng Đen. Mời ông nhá. Rất là ngon. Mời ông nhá. Cảm ơn. Làm ở đây cũng rất tuyệt vời. Cảm ơn ông đã không quản ngại đường xá xa xôi đến chơi với con. Vui lắm cả nhà ơi, hôm nay được khách ở xa đến chơi rất là vui, hạnh phúc. Mời ông nhé, mời bà dùng đi bà. Ở đây trước kia có rau rừng nữa. Cơm lam. Nhưng mà hôm nay rau rừng người ta chưa thấy kịp, chứ có rau rừng người ta xào tỏi ăn ngon lắm. Mời ông ngoại á, ngoại lái xe uống ngọt à. Cái lon của em bên kia em quên kia. Để em chạy qua kia em lấy cái lon qua cùng với anh Thanh. Ta thay thuốc cái dùng á. Qua đây ngồi tí đã. Mời anh Thanh nhé. Dạ, nãy anh Thanh chở đi nhưng mà bây giờ đổ tài rồi. Ông chuyển qua cho ông ngoại chở anh Thanh uống với mình nha cả nhà. Mời anh Thanh nhé. Cả nhà. Thấy chưa? À. Đã quá. Quá đã. Anh cầm làm gà nướng đi anh ơi. Cơm chấm này, ngọt ngọt, nó đậu phộng ấy, muối đậu phộng. Không phải đậu lạc á, mà không phải đậu lạc. Đậu lạc hả? Lạc đấy. Em thấy mặn mà có lạc đâu. Lá tiêu rừng đi không? Mình ăn con gà xong rồi mình bỏ một vài lá và mình nhai nó hòa quyện vào trong cái miệng mình thơm lắm. Ngon nhờ. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, ba kích tím, khúc hắc, mú tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc khén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline 0328 058 111, 0328 058 333. Gia làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.